mấy ngày viết tâm từ thứ hai đến thứ bảy. Hôm qua tôi đã nói về lòng nhân từ của Thiên Chúa và Ngài tha bẩm. Trong suốt những ngày vừa qua, tôi muốn mời gọi ông bà anh chị em chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi từ đó chúng ta nhìn những cái gương mẫu của những người trở về trong Kinh Thánh. Và Thiên Chúa là đấng nhân từ, tha thứ lỗi lầm cho chúng ta. Và như chiều hôm qua tôi nói, Ngài không có truy cứu hình sự, nghĩa là Ngài tha bẩm cho mỗi người chúng ta. Và ngày hôm nay, ngày cuối cùng, tôi mời gọi các bạn chị em tôi canh tân đời sống của mình sau khi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Thế canh tân là gì? Canh tân có nghĩa là đổi mới, là thay cái mình đang có bằng cái khác, tiến bộ hơn, thích hợp hơn. Canh tân là thay đổi cái cũ để lấy cái mới, thì người ta mới gọi là canh tân. Nâng cấp lên, cải tiến, đổi mới, sửa chữa lại, khôi phục lại, tái tạo lại một lần nữa, làm cho mới, thì tôi gọi đó là canh tân. Nhà thờ Thái Lan đang canh tân, canh tân cho nó mới hết. Chứ còn nếu mà canh tân mà nó cũ hơn cái nhà thờ cũ này thì không ai gọi là canh tân. Thì cha quản hạt với lại ban hành giáo này, giáo dân Thái Lạc phải coi lại cái đầu của mình, nếu mà canh tân mà nó cũ hơn. Trên canh tân chúng ta nhìn thấy nó mới hơn nhiều. Nào là cột đúc bê tông rồi dán đá, làm cho nhà thờ nó vững chắc, trở thành một đền thờ vững bền. Đứng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Francisco Nguyễn Văn Thuận thì viết trong Đường Hy Vọng như thế này: canh tân không phải là chỉ đổi mới mã bên ngoài, đổi một số nghi thức trong ngoạn mục, đổi tên các quỷ ban cho kêu, đập đổ cơ cấu cũ, xây dựng nên một số tổ chức mới, hội nghị tuyên ngôn. Canh tân là trở về nguồn, là thích nghi phúc âm với thế giới hôm nay. Thánh Phaolô nói rõ: anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, hãy để thần khí đổi mới anh em thấu tận trí khôn, hãy mặc lấy người mới đã tạo dựng nên theo Thiên Chúa. Công thức canh tân làm cho người Công giáo trở lại đạo Công giáo, làm cho người Kitô hữu trở lại với Chúa Kitô. Động lực và tác giả của mọi cuộc canh tân giáo hội là Chúa Thánh Thần, đấng canh tân mặt đất, còn không thể canh tân ngoài Chúa Thánh Thần. Như vậy, nếu chúng ta muốn canh tân đời sống của mình sau khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, thì tôi mời gọi ông bà anh chị em lại tìm đến một đấng thứ ba, đó là Thánh Thần, đấng thánh hóa và canh tân con người chúng ta. Như thế Thánh Phaolô trình bày canh tân như thế nào? Tôi dựa vào Thánh Phaolô để tôi nói rằng canh tân có nghĩa là đổi mới, là cởi bỏ con người cũ. Phaolô viết trong thư Ê-phê-sô như thế này: anh em phải cởi bỏ con người cũ, nếp sống xưa là con người phải hư nát vì bị những ham hố lừa dối. Chắc có lẽ không ai trong chúng ta mà không ham hố và cũng lừa dối, ham hố tiền bạc, ham hố sắc đẹp. Nhờ các chị bảo xấu và buồn lắm về hôm nay không ăn cơm được đâu. Nghe bảo hôm nay các chị đẹp lắm, đây là về là không ăn cơm mà tối cứ đắp về là một cười mình. Này cha nói em đẹp, nhất định không ăn cơm. Nên ham hố sắc đẹp, ham hố nhiều thứ khác, danh vọng, địa vị, vân vân, là ham hố những cái chóng quài. Theo Ngài, cởi bỏ con người cũ là cởi bỏ con người sống theo xác thịt. Và những hành vi mà Phaolô kê ra đó là dâm bôn, phóng uế, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như thế. 11 thứ, 11 tính xấu mà Phaolô liệt kê ra cho chúng ta, để chúng ta phải bỏ nó, bỏ những hành vi không sống theo sáng thị. Như vậy chúng ta phải ngoan ngùi với Thánh Thần để Ngài đổi mới tâm trí anh em. Hôm trước tôi giới thiệu khuôn mặt của Thiên Chúa mấy ngày đầu. Hôm qua hôm kia tôi giới thiệu khuôn mặt của Đức Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay đến cái giai đoạn canh tân, tôi giới thiệu bà anh chị em khuôn mặt của Thánh Thần.
Chúng ta phải ngoan nguyện với Ngài để Ngài đổi mới tâm trí anh em. Bởi lẽ Thánh Thần là đấng đồng hành với chúng ta, huấn năng chúng ta nên con người mới trong Đức Giêsu. Không có gì mà Thánh Thần không làm được. Bướng như Phao-lô mà uốn một cái còn mềm như sợi bún. Là Phao-lô vác gương vác búa đi ở nền các Kitô hữu. Thánh Thần uốn cái là mềm như sợi bún. Và Thánh Thần biến đổi tâm trí và con người yếu hèn của mình. Và vì vậy tôi mời gọi ông bạn chị hãy để Thánh Thần biến đổi tâm thần, nghĩa là biến đổi tầm nhìn của chúng ta, biến đổi tư tưởng của chúng ta, nghĩ suy của chúng ta, biến đổi con người mới của chúng ta, con người cũ của chúng ta, để chúng ta có tầm nhìn, có suy nghĩ của Đức Giêsu Kitô. Cái tầm nhìn của Chúa Giêsu là tầm nhìn của một viễn tượng tương lai theo giáo hội. Cái nghĩ suy của Chúa Giêsu là nghĩ suy để thực hành thánh ý của Thiên Chúa và nhờ tác động của Thánh Thần. Cho nên chúng ta để cho Thánh Thần tác động. Và từ đó chúng ta mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Anh em hãy mặc lấy con người mới là con người đã được tái tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Phao-lô nói về Ê-phê-sô. Chúng ta mặc lấy con người mới của Đức Giêsu Kitô không phải để chúng ta làm giàu, không phải để chúng ta đổi căn nhà thờ này cho nó đẹp, dán đá đầy vào, không phải. Để nay mai cái mặt tiền nhà thờ cao hơn nhà xứ để cho nó không có lẹp đẹp như cha Quản Hàm Chánh Sứ nói với tôi, không phải như thế. Nhưng là để chúng ta nên công chính và thánh thiện. Ok. Nếu chúng ta đổi mới căn nhà thờ của chúng ta, xây mặt tiền cho cao lên, mà cha sở, ban hành giáo và tất cả mọi người trong giáo xứ Thái Lan không trở nên công chính và không trở nên thánh thiện là đồ bỏ mất đi hết. Nhà thờ chỉ là một cái mã bên ngoài, không có sự thay đổi từ bên trong. Như vậy chúng ta hãy mặc lấy Đức Giêsu Kitô để Ngài đổi mới và giúp chúng ta tìm lại hình ảnh của đấng giàu lòng thương xót. À đây nó mới là đẹp. Tại vì năm lòng thương xót. Chúng ta được đổi mới theo Đức Giêsu Kitô để làm gì? Để chúng ta tìm lại hình ảnh của đấng giàu lòng thương xót trong chúng ta và trong anh em của mình. Trong chúng ta khi chúng ta trách lòng thương với anh chị em của mình. Ok. Trách lòng thương là đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Tôi nói mấy ngày hôm trước, chúng ta tìm về khuôn mặt đấng. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nhắc nhở các tín hữu trong tông sắc về năm thánh lòng thương xót. Ngài viết như thế này: Chúa Giêsu khẳng định rằng lòng thương xót không phải chỉ là một hành động của Chúa Cha, nó trở thành một tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Ngài. Nói vắn tắt, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót vì lòng thương xót đã được thể hiện ra trước cho chúng ta. Cho nên có nói với các cha, tôi có nói với giáo dân của tôi, tôi nói năm nay Đức Cha Niu Xe bảo rước cái ảnh lòng thương xót Chúa đi khắp giáo Phật những 3 năm, nhưng mà giáo dân không có động lòng trắc ẩn với anh em của mình thì tất cả đều là giả dối, đều là hình thức bên ngoài phô trương mà không được gì. Chúa sẽ buồn. Bởi vì lòng thương xót được bộc lộ nơi chúng ta và anh chị em của mình là tiêu chuẩn để xác thực ai là con cái thật sự của Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy anh em của tôi đau khổ mà tôi không động lòng trắc ẩn, ảnh lòng thương xót vứt vào xó. Những lời kinh đọc vứt hết, thánh lễ dâng không có giá trị. Tôi dám nói điều đấy. Đi lễ để làm gì? Rước ảnh lòng thương xót để làm gì? Nếu chúng ta nhìn thấy anh em của mình mà chúng ta không động lòng chắc ẩn. Gần nhất là Covid-19 Vũ Hán. Vậy chúng ta gặp một người ở trong nhà thờ ho khụ khụ khụ, chúng ta dám ngồi gần không? Phải chạy sang. Tôi bảo đảm chạy sang ngay lập tức. Sợ lây. Không biết họ có Covid-19 Vũ Hán không, tôi không biết. Nhưng mà thấy họ ho cái là sợ, cái đó là chạy cái đó.
Thế lòng thương xót Chúa ở đâu? Đức tin mình nằm ở đâu? Ok, chúng ta phải đặt lại vấn đề của chúng ta. Kẻo chúng ta chỉ có ở bên ngoài mà chúng ta thấy anh em mình đau khổ, mặt mình cứ trơ trơ như thế này, nó trở thành vô cảm một cách kinh khủng mà Đức Giê-xu Ki-tô không thể chấp nhận điều này. Khi Ngài nhìn thấy bà quá thành Na-im đau khổ, Ngài cứu anh chàng thanh niên. Tôi đã chia sẻ điều này. Như vậy, lời mời gọi của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta có lòng thương xót nhân từ giống Thiên Chúa, đó là một lời mời gọi để chúng ta đổi mới cuộc đời và chúng ta trở nên nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Khó không dễ hả? Có người sẽ nói cha nói thế chứ khó lắm. Bây giờ cha thử thấy người ta ho khụ khụ, cha có đến không? Thế bảo tôi đến tôi giải tội, tôi không phải đến, chẳng lẽ tôi bảo không ho, cha không giải tội đâu, cha sợ lây COVID-19 Vũ Hán. Nếu một ông cha như thế thì thôi, trả thiên chức linh mục lại cho Đức Giê-xu Ki-tô, đừng là linh mục. Tôi dám nói được đấy. Giáo dân mình ho khụ khụ như thế kia, nó sắp chết rồi, nó bảo cha đến giải tội cho con, bảo sợ lắm, tôi sợ lây COVID-19 Vũ Hán, không đi giải tội, không đi sức dầu. Hèn. Một linh mục hèn. Một linh mục không phải là một linh mục trở lên lòng nhân từ như anh em, như cha anh em trên trời lấy nhân từ. Như vậy ở đây tôi muốn ông bà anh chị em canh tân tái tạo khuôn mặt của chúng ta để chúng ta trở thành khuôn mặt của Chúa. Làm sao đó cử chỉ lời nói hành động của chúng ta là của Chúa. Tôi mời gọi ông bà anh chị em, tôi mời gọi ban hành giáo, tôi không dám mời gọi cho quản hạt đâu, tôi không dám mời gọi cho phụ tá đâu, nhưng mà tôi mời gọi thầy. Bởi vì cha phụ tá, cha quản hạt cùng lớp với tôi và tôi chỉ chức trước Ngài thôi. Nhờ Ngài giỏi hơn thì Ngài làm quản hạt, mà tôi dốt hơn tôi làm chánh xứ. Cho nên tôi mời gọi ban hành giáo, tôi mời gọi tất cả mọi người, tôi mời gọi cả thầy nữa. Hãy để cho Chúa thay tim và tẩy não của chúng ta, để chúng ta trở nên giống cha chúng ta đứng ở trên trời. Tôi cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho tôi để Chúa tẩy não và tẩy thay quả tim của tôi bằng quả tim của Đức Giê-xu Ki-tô, cho tôi cái não của Đức Giê-xu Ki-tô. Bởi vì tôi nghĩ như thế này, ít ra chúng ta cũng phải cha nào con nấy chứ, đúng không? Ít ra họ nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ. Người bảo tôi là Kitô hữu, tôi là em của Đức Giê-xu Ki-tô, tôi gọi Thiên Chúa là cha, mà cha nào thì con nấy chứ. Họ nhà Tông không giống lông cũng phải giống tí cánh chứ, chẳng lẽ chẳng giống được cái nào thì thôi, chứ bằng Kitô hữu cái gì nữa. Không phải cha đồng ý với tôi giờ đấy. Cho nên để có thể giống Đức Giê-xu Ki-tô và để có thể trở nên như tôi nói, tôi xin mọi người hãy để cho Chúa thay quả tim của chúng ta và tẩy bộ não của chúng ta, để Ngài đặt quả tim của Ngài vào trong quả tim của chúng ta, như Ê-xê-chi-ên nói sẽ đặt vào quả tim của các ngươi là quả tim thịt mềm. Quả tim thịt mềm là quả tim biết yêu thương, quả tim biết rung động, quả tim biết chạy lòng thương xót, và tẩy não của chúng ta để chúng ta có cái não của Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta mới thực thi được lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Và từ đó chúng ta sẽ tìm kiếm những gì là thiên giới. Thánh Phaolô Tông đồ trong Thư Cô-lô-sê Ngài viết như thế này cũng hay lắm. Tôi cũng thích ông Thánh Phaolô: anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em cũng vậy, anh em hãy tha thứ cho nhau. Nếu ai có điều gì trách móc người này, trách móc người kia, anh em cũng hãy biết tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có lòng bác ái. Và chúng ta bỏ đi những gì là hạ giới. Những hạ giới là gì? Anh em giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người của anh em.
đó là gian dâm ô uế, đam mê, ước muốn xấu, tham lam. Mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên những kẻ không vâng phục. Chính anh em xưa kia cũng ăn ở như thế khi anh em còn sống với những người ấy. Nhưng nay cả anh em nữa hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mà ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với hành vi của nó rồi. Phaolô viết hay lắm ở trong thư Colossae. Tôi không biết ông bà anh chị em này có đọc không? Như vậy tôi đẩy ông bà anh chị em hãy cố gắng làm sao sau khi chúng ta được thay đổi trở thành con người mới thì chúng ta hãy sống nhân từ như Thiên Chúa Cha. Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là đấng nhân từ. Đây là nền tảng cho đời sống người Kitô hữu, là phương châm, là kim chỉ nam cho cuộc sống và mọi hành động của chúng ta. Khi nào ông bà anh chị em quên cái lòng nhân từ này, tôi xin ông bà anh chị em nhớ lại hình ảnh của người Samaritano nhân hậu. Cái dù một tấm thanh, ông đứng giám mục đi ngang qua ngó, ta bận đi thêm sức nha. Ông cha đi ngang qua, ta bận đi làm phép nhà đó. Thôi mày nằm đấy chờ ta làm phép nhà về ta cứu. Nhưng mà cái đứa mày đáng đi ngang qua, nó xề xuống, nó bảo thôi mày lên đây, ta đưa mày đi nhà thương. Hình cảnh của Đức Cha, Đức Thánh Cha Francisco để lại trong thế giới nhiều suy nghĩ. Trong một chuyến tâm du của Ngài đang chạy xe trên đường, Ngài bắt tài xế dừng lại. Họ ngạc nhiên, đoàn xe kia cứ đi. Ngài bước xuống xe, thấy bà cụ, một bà mẹ bế một đứa con, đầu óc đầy những cái mụn gì không biết. Ngài xuống, Ngài đặt tay trên em, Ngài cầu nguyện, sau đó Ngài đi. Hình ảnh của Đức Cha cứu xe nhà mình khi tôi đưa Ngài đi thăm anh em di dân ở trong bến cảng công tác. Ngài cho kẹo, đang đi trên xe như vậy, Ngài bảo dừng. Và Đức Cha xuống cho mấy đứa bé mấy viên kẹo, lại lên xe đi. Những cái hình ảnh đấy làm cho chúng ta nhớ tới người Samaritano nhân hậu. Và như vậy, khi chúng ta sống lòng thương xót của Chúa đó, khi chúng ta sống nhân từ với anh chị em của mình như người Samaritano nhân hậu, thì chúng ta sẽ lãnh được cái hậu quả của ngày phán xét chung mà trong Matthew 25, 31, 46 Matthew ghi lại cho chúng ta. Chắc chúng ta nhớ này, cái hoàn cảnh của ngày phán xét chung khi Chúa Giêsu tách chiên ra khỏi dê đó. Chiên thì Ngài để bên phải, dê Ngài để bên trái. Chiên thì Ngài bảo ngày xưa ta đói các người cho ta khát, các người cho uống rồi đi vào hưởng phúc lộc của ta. Còn bên dê thì Ngài bảo ngày xưa ta đói các người không cho ta khát, các người cho uống. Anh Ngài bảo con có bây giờ con thấy Chúa khó đói khát đâu. Khi nào mày không cho những đứa bé nhất ăn uống là không cho tay. Chúa không hỏi ông bà anh chị em xưng tội bao nhiêu lần. Chúa không hỏi chúng ta đi lễ như thế nào. Chúa không hỏi chúng ta có tốt nghiệp giáo lý không. Chúa không hỏi các bà có vào giữ hiền mẫu để mặc áo xanh không. Có vào gia trưởng, Chúa không hỏi. Chúa hỏi cái gì? Chúa cũng không hỏi anh có bằng cấp về thần học hay kinh thánh không. Ngài hỏi chúng ta về con có trách lòng thương xót với tha nhân trong mọi hoàn cảnh con gặp trong cuộc đời không? Bởi vì xưa ta đói các con cho ăn, ta khát các con cho uống. Lúc đấy mình lại bảo con có thấy Chúa đâu, Chúa ở đâu? Đấy, Chúa ở trong cái người đau khổ ngay cạnh nhà con đấy, như cái anh chàng Lazaro đấy. Ok, nó nằm ở chỗ đấy. Và như vậy, cái điều kiện cần và đủ để chúng ta có thể được ơn cứu độ, đó là chúng ta sống trách lòng thương của chúng ta với tha nhân trong mọi hoàn cảnh.
Và như vậy khi chúng ta xin danh là Kitô hữu thì xin anh chị em đừng làm ngơ nhắm mắt trước anh chị em đồng cốt nhục với mình. Thư Gia-cô-bê viết hay lắm, ông Gia-cô-bê này tôi cũng thích, tại vì tôi cũng đọc Kinh Thánh cái liên tục. Ngài nói như thế này: giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ quần ăn hàng ngày, mà có ai đó trong anh em lại nói với họ rằng hãy đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ cần, thì nào có ích lợi gì? Một người tới xin cha sợ: cha ơi, con đói lắm, cho con 100.000 để mua gạo. Thầy bảo thôi nhé, cứ đi bình an nhé, cha cầu nguyện cho nhé. Nó ra kia nó đói, nó gục giữa đường rồi chết. 100.000 thì không đưa, bảo nó đi bình an. Gia-cô-bê bảo nếu như thế thì được ích gì? Cụ thể, rất cụ thể trong tình yêu của mình. Và lòng nhân từ bác ấy không được giả hình giả bộ, nó phải là thật từ trong quả tim của mình. Còn nếu mà giả hình giả bộ hay là làm việc bác ái, lòng việc nhân từ đấy, coi chừng mình lại trở thành sự khoe khoang. Ok. Rồi, từ đó tôi mời gặp ông bà bước thêm một chút nữa. Chúng ta canh tân để chúng ta sống lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúng ta canh tân để chúng ta sống tha thứ với anh chị em của mình. Bởi vì sống tha thứ là thái độ căn bản của lòng thương xót. Tha thứ là thái độ phải có của người Kitô hữu. Bởi lẽ hằng ngày chúng ta vẫn đọc kinh lạy cha: xin tha cho chúng con những kẻ có nợ chúng con. Đọc nhưng mà không biết có tha, gặp nó đấm xỉ mong muốn. Ok. Cho nên chúng ta nhớ phải tha thứ. Và sự chúng ta khi mà chúng ta nhớ tới cái sự tha thứ thì tôi xin mọi người nhớ tới dù ngôn tên đầy tớ không biết lòng thương xót. Trong Matthew 18:23-35 có hai cái nợ to nhất được trả. Anh kia nợ nhiều lắm, tới ông chủ ông ấy trả. Anh ấy nợ 1 tỷ đồng cơ, tới xin chủ trả rồi thôi đi về đi. Cái anh 1 tỷ nợ 1 tỷ đồng ông chủ này cũng lại có con nợ 100.000, tới bóp cổ trả ra 100.000, nó không trả, tống cái tên 100.000 nó vào ngục. Thế người ta tới, người ta nói với ông chủ gọi cái tên đầy tớ mà ông ấy trả nhiều lắm, mà này ngươi nợ nhiều thế ta tha cho ngươi rồi, tại sao ngươi không biết thương anh em và tha anh em như ta đã tha thứ cho ngươi? Và cuối cùng chủ nổi cơn thịnh nộ và đưa nó vào tù cho lính hành hạ. Vậy tha thứ là một cuộc gặp gỡ mới, sự tha thứ mang lại và sinh ra mới, đó chính là giao ước. Và ở đây sự tha thứ không có giới hạn, là một thái độ sống hàng ngày và không ngừng nghỉ. Nếu ai có tha thứ có giới hạn là hỏng, không phải là Kitô hữu. Bởi vì Phêrô hỏi Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ mấy lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần. Việt Nam mình là quá tam ba bận đúng không đây? Ba bận thôi chứ 4 lần là đấm xịt máu mũi. Nó vừa đấm mình tha lần thứ nhất, đấm lần thứ hai, rồi tha lần thứ hai, đấm lần thứ ba, rồi tha lần thứ ba, đấm lần thứ tư, cho nên gãy xương luôn. Quá tam ba bận. Không, Phêrô đã tính toán đủ mọi cách rồi, ông nhân lên nhiều lần rồi. Thưa thầy, có phải tha đến 7 lần không? Không phải là 3 lần nữa mà 7 lần. Chúa bảo không, không phải 7 lần mà 70 lần 7, có nghĩa là tha thứ không giới hạn. Và Chúa Giêsu nói nếu một ngày mà chúng ta sống, anh em của chúng ta có xúc phạm chúng ta 10 lần, 20 lần, 50 lần mà nó đến nó bảo mình xin lỗi, thì mình vẫn phải xin tha thứ cho nó. Đó là Đức Giê-xu Kitô, đó là người của Đức Giê-xu Kitô. Như vậy chúng ta cố gắng tha thứ không có giới hạn. Hồng Y Martini đó, ngài làm cái tính toán như thế này. Ngài lấy cái con số 70 lần 7 đó, ngài đã làm một con tính như thế này.
Ngài lấy 1440 phút của một ngày, của mỗi ngày đó, Ngài chia tới, Ngài chia cho 490 lần, thì là kết quả của 70 lần 7. Như vậy Ngài kết luận trong một ngày cứ gần 3 phút là cần tha thứ một lần. Hay ha. Hồng Y Martini Ngài tính hay. Ngài là sư phụ về Kinh Thánh. Cho nên gần 3 phút là phải tha thứ. Gần 3 phút là phải tha thứ. Cho nên tha thứ, liên tục tha thứ. Nhưng tha thứ thôi chưa đủ. Tôi lại còn mời gọi ông và anh chị em đi thêm một bước nữa thôi. Khi tha thứ rồi thì phải làm hòa. Tha thứ mà không làm hòa là bất tín. Chị đụng đến tôi, chị xin tôi tha thứ. Nhưng mà nhìn thấy mặt chị tôi muốn đấm. Chưa có làm hòa đúng không? Đúng không nè? Tha thứ, người ta xin lỗi thì người ta tha thứ đấy. Nhưng mà đi đường chạm mặt nhau không bao giờ hỏi. Như vậy thì không phải là tha thứ. Như vậy chúng ta tha thứ nhưng mà chúng ta còn phải đi một bước nữa. Đó là làm hòa với anh chị em. Và đó là con đường canh tân của chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, không phải chỉ là lãnh bí tích hòa giải đâu ông bà anh chị em ạ. Nhưng mà canh tân của con người là những bước mà tôi vừa trình bày với ông bà anh chị em. Cuối cùng, sau những ngày tĩnh tâm từ chiều thứ hai tới chiều thứ bảy, cái chủ đề cha quản làm chánh xứ cho tôi nói chuyện với bạn chị em đã cảm nhận lòng thương xót để sám hối và canh tân. Trước tiên con xin cảm ơn cha quản làm chánh xứ Thái Lan đã cho con tôi nói chuyện với giáo xứ. Dù những bài nói chuyện của con không có gì mới, cũng chẳng có văn hay hay chữ tốt, nhưng con chỉ có một ước mong rất nhỏ bé, một cái bé rất tí ti, đó là loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Vì con vẫn nguyện loan báo danh Ngài cho anh em con. Sau là tôi cảm ơn tất cả mọi người trong giáo xứ Thái Lan, hiền mẫu gia trưởng thiếu nhi trong chiều thứ năm, chiều hôm qua dâng lễ tại đài Đức Mẹ, và chiều hôm nay chủ nhật thứ ba của chay, đã kiên nhẫn lắng nghe tôi chia sẻ trong những ngày qua. Con xin chúc cha quản hạt cùng tất cả mọi người trong giáo xứ một mùa chay tuần thánh và phục sinh thánh thiện, lãnh nhận nhiều ơn của Chúa sau khi đã cảm nhận được lòng thương xót đối với từng người trong chúng ta. Và dẫu dịch COVID-19 Vũ Hán đang lan rộng, một số nhà thờ ở Sài Gòn đã đóng cửa để không dâng lễ. Ở Phan Thiết đã có những khu phố được phong tỏa cách ly. Chúng ta vẫn tiếp tục để tuyên xưng đức tin của mình và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và tôi tin chắc rằng Chúa có cách để Ngài làm tất cả mọi chuyện. Những lúc Chúa giơ tay ra thì mọi sự sẽ biến mất. Chúa rút tay lại thì mọi sự sẽ tồn tại. Và dịch Vũ Hán này chỉ có thể ngưng được khi chúng ta biết ăn chay, cầu nguyện, canh tân và thay đổi con người của mình theo lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà tôi đã có một bài tôi viết để tôi bỏ lên trên Facebook. Tôi xin chúc mọi người một mùa chay phục sinh thánh thiện. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe.